it's me again. Vừa rồi chúng mình đã học về letter I và dot E. Vậy thì nhiệm vụ hôm nay của chúng mình sẽ là quay bài kể lại, nói lại cho cô về letter I và dot E và đọc một số từ vựng liên quan đến letter này nhá. Và bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn, cô sẽ quay mẫu một bài của cô nói về letter I, ok? Hello, my name is Sarah. I'm 7 years old. I'm from Vietnam. Letter I, sound I. I, I, iguana. I, I, iguana. I, I, injury. I, I, injury. I, I, internet. I, I, internet. I, I, igloo. I, I, insect. I, I, ink. I, I, itch. Ok, đó là bài ví dụ mẫu cô đã quay cho chúng mình rồi. Vậy thì bài tập ngày hôm nay của chúng mình sẽ là quay video thuyết trình lại về letter này nhá. Ok, thanks for watching, goodbye.